Danh sách tuyển boxing Việt Nam tập huấn Thái Lan trước SEA Games 32. Để chuẩn bị cho kỳ SEA Games 32 sắp diễn ra, đội tuyển boxing Việt Nam đã chốt danh sách các huấn luyện viên, vận động viên lên đường sang Thái Lan tập huấn 2 tuần. Danh sách có tổng cộng 14 thành viên. Như y-thể-thao.vn đã đưa tin, đội tuyển boxing Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tập huấn ngắn ngày trước thềm SEA Games 32. Nhân sự đội tuyển Việt Nam trong chuyến đi này sẽ là các võ sĩ được chọn tranh tài ở SEA Games tới. Dự kiến, đội sẽ tập ở Thái Lan trong 15 ngày, từ 15 đến 30 tháng 4. Theo nguồn tin của y-thể-thao.vn, danh sách đội tuyển boxing Việt Nam sang Thái Lan có 14 người, gồm 3 huấn luyện viên và 11 vận động viên, cụ thể như sau. 3 huấn luyện viên: Nguyễn Như Cường, Hà Nội; Đỗ Đức Thành, Hà Nội; EKF Bakudi Tugonovic, chuyên gia nước ngoài. 11 vận động viên cùng đơn vị và hạng cân thi đấu dự kiến: Nguyễn Thị Tâm, Đoàn Hà Nội, hạng cân 54kg; Hà Thị Linh, Hà Nội, hạng cân 6,3kg nữ; Nguyễn Thị Hoài Phương, Đoàn Bình Dương, hạng 75kg nữ; Nguyễn Linh Phụng, Quân đội, hạng 49kg nam; Trần Văn An, Đoàn Hà Nội, hạng 54kg nam; Nguyễn Văn Đường, Đoàn Bắc Ninh, hạng 57kg nam; Vũ Thành Đạt, Đồng Nai, 63,5kg nam; Trần Đức Thọ, Quân đội, 67kg nam; Bùi Phước Tùng, Quân đội, hạng 75kg nam; Nguyễn Mạnh Cường, Đoàn Bắc Ninh, hạng 86kg nam; Đoàn Ngọc Minh Hiếu, Quân đội, hạng trên 92kg nam. Trong danh sách trên, Minh Hiếu là võ sĩ có lần đầu tiên được gọi lên tuyển boxing quốc gia. Nguyễn Thị Tâm đôn cân lên hạng mới để thi đấu. Trần Đức Thọ cũng phải ép xuống 4kg. Ngoài ra, huấn luyện viên Nguyễn Anh Dũng, huấn luyện viên trưởng đội tuyển boxing nam quốc gia vắng mặt vì vấn đề sức khỏe. Do huấn luyện viên Nguyễn Anh Dũng vắng mặt, người đi cùng huấn luyện viên Nguyễn Như Cường, huấn luyện viên trưởng đội tuyển boxing nữ Việt Nam đến Thái Lan sẽ là huấn luyện viên Đỗ Đức Thành. Từng là vận động viên tham dự nhiều kỳ SEA Games, ông Đỗ Đức Thành, sinh năm 1983, là trọng tài quốc gia, huấn luyện viên quốc tế có chứng chỉ 1 sao do IBA, Hiệp hội Boxing Quốc tế công nhận. Tại SEA Games 32 tới, đội tuyển boxing Việt Nam đặt chỉ tiêu khiêm tốn 1 huy chương vàng, dù SEA Games trước giành 3 huy chương vàng. Điều này xuất phát từ việc những hạng cân sở trường của boxing nữ Việt Nam bị hạn chế. Trong khi đó, boxing nam không có nhiều cơ hội cạnh tranh huy chương vàng do các đối thủ Thái Lan và Philippines vẫn sở hữu trình độ vượt trội hơn.